Chào các bạn. Đây là nhân vật chính của chúng tôi. Và đây là một chút phim quay chậm về một đấy một hành trình đấy. Anh với anh thì tất cả những loài quái thú với đều phải quỳ gối. Khóc ròng khi gặp anh. Cái gai không tuyến ạ. Gai cắm cho mày không cho mày đúng cây gai. Cây gai nhọn nhọn thế ơi, để cây gai lớn. Đây là những nơi con đường chúng tôi đi khó khăn giữa rừng sâu toàn cây gai. Ai cho hăng quá đi với ai mà tôi có bảo ông vội vã đâu. Đã ở trong tay rồi mà hầu như xứt cái móng tay đúng không? Cắm vào ngay đầu tay buốt. Ui giời địt mẹ đấy buốt lắm đấy. Con ở ngay cái chỗ này. Toàn cây gai lựa mà đi. Đấy, mẹ những cái chỗ mà nhìn nó võng tròn, võng đẹp này nè. Dễ nằm phơi trên đấy. Con này nằm khốn nạn nhỉ. Không cần lá gì che chắn cả. Tao ta có cây gai. Chứ đỡ sợ đúng mày. Bắt bao nhiêu con đó sao bắt con bắt con học sinh thì anh đã bị chảy máu vì gai. Kỹ cái bụi này kiểu đéo cũng khó.